Ngày xưa, ngày xưa, ở một vùng đất xa thật xa, có một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Một ngày kia, khi mẹ mất, ba cô đã lấy vợ kế. Người mẹ kế xấu xa, có hai cô con gái cũng xấu xa y như bà. Người mẹ kế và hai chị kế đối xử với cô rất tệ bạc. Mày không được ngồi cùng bàn với chúng tao đâu. Phải, mày không có tư cách ngồi với chúng tao. Ôi, cái ly rớt rồi kìa. Nhanh lên và dọn sạch đi lỡ lem mà. Khi mọi người đi chơi vui vẻ, thì cô phải ở nhà và làm việc nhà rất nặng nhọc. Người ở nhà gọi cô là lọ lem. Khi mệt mỏi, cô thường hay ngồi trước lò sưởi, đặt con mèo của cô vào vạt áo và cố gắng lấy lại tinh thần khi ngọn lửa sắp tàn. Một buổi sáng đẹp trời, mọi người nhận được lời mời từ cung điện. Một buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức ở cung điện theo lời mời của hoàng tử. Và tất cả các cô gái đến tuổi kết hôn sẽ được mời đến tham dự. Trong khi mẹ kế chuẩn bị cho hai cô con gái đến buổi khiêu vũ, lọ lem cũng miễn cưỡng giúp họ. Con phải là người đẹp nhất trong buổi khiêu vũ. Hoàng tử sẽ phải thích con. Sao con lại không được đến? Mọi cô gái đến tuổi kết hôn đều được mời mà. Cái gì? Mày đòi tham dự buổi khiêu vũ với trang phục này á? Đến ngày diễn ra buổi khiêu vũ, một mình ở nhà, lọ lem không kìm được nước mắt. Cô bắt đầu khóc. Ngay lúc đó, một ánh sáng phát ra từ lò sưởi. Từ trong ánh sáng đó xuất hiện một bà tiên xinh đẹp. Lọ lem không thể tin vào mắt mình, vì bà tiên đó chính là mẹ của mình. Mẹ ơi! Chào con gái yêu, mẹ đến để giúp con đây. Con cũng sẽ được đến buổi khiêu vũ trong cung điện. Thật hả mẹ? Nhưng bằng cách nào? Mẹ sẽ giúp con. Nào, hãy hái cho mẹ quả bí ngô lớn nhất trong vườn. Và mèo con nhanh nhanh bắt cho ta 7 con chuột. Bằng một cái đũa phép, bà tiên biến bí ngô thành một xe ngựa tuyệt đẹp. Sau đó, bà chỉ cái đũa phép vào mấy con chuột. Một con chuột biến thành tài xế và 6 con kia biến thành những con ngựa tuyệt đẹp. Bây giờ đến lượt con. Con trông như một công chúa. Nhưng mẹ ơi, con lại không biết nhảy đâu. Lỡ như hoàng tử muốn con nhảy thì phải làm sao? Với đôi giày kỳ diệu này, con sẽ nhảy hay nhất trong buổi khiêu vũ. Con phải nhảy với hoàng tử nhé. À, đừng quên nhé con yêu. Phép thuật này sẽ biến mất vào lúc nửa đêm, cho nên con phải rời khỏi buổi khiêu vũ trước khi đồng hồ chạm mốc 12. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ rời đi trước lúc nửa đêm, con hứa. Mẹ ơi, con sẽ lại được gặp mẹ chứ? Mẹ luôn luôn ở bên con. Khi lọ lem lộng lẫy và xinh đẹp bước vào cung điện, mọi người đều quay đầu về phía cô. Ngay cả các chị kế cũng không nhận ra cô. Và tất nhiên, lọ hoàng tử đẹp trai cũng bị quyến rũ bởi sắc đẹp của cô. Nhà vua và hoàng hậu cũng rất quý mến lọ lem. Như vậy mới gọi là công chúa chứ. Hoàng tử nhanh chóng mời lọ lem nhảy. Nhờ vào đôi giày thần kỳ, lọ lem nhảy lướt trên sàn. Người mẹ kế và các chị kế không nói nên lời trước vẻ đẹp của cô và nổi điên lên vì ganh tị. Lọ lem rất hạnh phúc và không nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh và hoàn toàn quên mất lời hứa với mẹ. Bất chợt nhìn thấy đồng hồ trên tường, đã gần đến nửa đêm. Rời khỏi chỗ hoàng tử đang đứng, cô chạy nhanh xuống cầu thang phòng khiêu vũ. Và trong khi chạy, một chiếc giày thần kỳ trượt khỏi chân, nhưng không đủ thời gian để quay lại nhặt.
đuổi theo Lọ Lem. Hoàng tử thấy chiếc giày nằm ngay cầu thang. Phải tìm chủ nhân chiếc giày ngay lập tức cho ta. Nếu cần thì có thể đi khắp cả nước để tìm cho bằng được. Người ta đi khắp cả nước, gõ mọi cánh cửa và cho tất cả các cô gái trẻ thử giày. Nhưng không có ai đi vừa chiếc giày. Cuối cùng, họ đi đến nhà Lọ Lem. Cả hai chị kế cũng thử giày. Cố gắng một chút nữa là vừa thôi. Cố lên. Đúng đúng, chân con gái tôi chỉ bị sưng một chút vì nó đang bị bệnh. Nhưng chiếc giày không vừa chân của cả hai chị em. Người đàn ông nói rằng thủ lĩnh của họ đã thấy một cô gái khác trong nhà. Còn một cô gái trẻ ở trong nhà kìa. Ngay khi Lọ Lem xỏ chân vào chiếc giày thì người ta đã biết chiếc giày là của cô, vì chiếc giày vừa khít chân cô. Xin mời cô hãy về cung điện với chúng tôi nhé cô gái trẻ. Hoàng tử đang đợi cô đó. Người của hoàng tử dẫn Lọ Lem đến cung điện. Khi hoàng tử thấy Lọ Lem, anh nhận ra là Lọ Lem ngay và rất vui khi thấy cô. Hoàng tử lập tức quỳ xuống và cầu hôn cô. Em hãy cưới anh nhé, công chúa của anh. Lọ Lem vui vẻ đồng ý ngay với lời đề nghị của hoàng tử. Và họ sống rất hạnh phúc mãi về sau. Nhưng làm thế nào mà chiếc giày vẫn không mất đi phép màu? Mẹ luôn luôn ở bên con. Dĩ nhiên rồi, mẹ là mẹ của con mãi mãi. Chú bé Peter Pan có một gia đình kia là nhà Darkling, đang sống ở một nơi không quá xa chỗ của chúng ta. Gia đình họ có ba người con, tên là Gian, Michael và Wendy. Wendy thường nói với mẹ rằng Peter Pan thường hay thổi sáo trong phòng của cô. Mẹ cho rằng cô bé tưởng tượng ra mọi thứ, nhưng không thể không chú ý khi thấy lá cây ở trong phòng. Điều đó làm cho bà hơi bối rối. Wendy luôn cho rằng những chiếc lá rơi ra từ Peter Pan. Một đêm nọ, khi ba mẹ đi ra ngoài vào ban đêm, mấy đứa trẻ ở trong nhà một mình. Và khi đã cảm thấy buồn ngủ, chúng lên giường ngủ, lúc mọi người đều đã ngủ say. Peter Pan khẽ bước vào phòng, tìm mấy chiếc lá mà cậu bỏ lại. Và lúc đó, Wendy thức giấc. Peter Pan, tớ đang chờ cậu đấy. Không ai chịu tin là cậu có thật hết. Wendy đưa lại cho Peter mấy lá cây cô đã cất giùm. Cô bé rất thích Peter, vậy nên cô đã đính những chiếc lá lại trên áo của Peter. Wendy, bạn có muốn nghe những câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu không? Tớ không muốn nghe kể chuyện, tớ chỉ muốn sống thật ở đó thôi Peter Pan à. Ngay lúc đó, nàng tiên nhỏ Tinkerbell là bạn của Peter bước vào phòng từ cửa sổ. Được, tất nhiên rồi, tớ biết là cậu ở đây mà. Cậu định làm cuộc phiêu lưu mới mà không có tớ đi cùng à? Cậu cũng biết là tớ không làm được gì nếu như không có cậu mà. Wendy đánh thức các em dậy, trông thấy Peter Pan và Tinkerbell, hai cậu bé hết sức ngạc nhiên. Được rồi, các bạn sẵn sàng bay chưa? Tinkerbell rải phấn tiên nữ và tất cả mọi người lơ lửng trong không trung và chúng cùng nhau ra khỏi nhà. Bọn trẻ cùng hướng về phía xứ sở thần tiên. Sau một hành trình dài thì chúng cũng đến được xứ sở thần tiên. Và ở đây có cá, động vật hoang dã, bộ lạc người da đỏ, hải tặc và cả những đứa trẻ đi lạc. Trong số đó thì kẻ nguy hiểm nhất là thuyền trưởng Hút. Peter Pan là kẻ thù của thuyền trưởng Hút. Lý do là vì có một lần khi họ đánh nhau thì Peter Pan đã chặt tay của hắn và một con cá sấu đã ăn cánh tay đó.
và nuốt luôn cả cái đồng hồ của vị thuyền trưởng, nên con cá sấu luôn phát ra tiếng tích tắc. Vì vậy, thuyền trưởng Hút luôn biết khi con cá sấu đến gần bởi tiếng động đó. Khi nhìn xung quanh bằng cái ống nhòm trên bon tàu, thuyền trưởng Hút phát hiện ra Peter Pan và các bạn đang nhìn ông ta từ trên đỉnh đồi. Ông ta ngay lập tức ra lệnh cho đám thủy thủ bắn súng thần công. Peter Pan và bọn trẻ vất vả tránh né các viên đạn thần công. Tinkerbell, cậu đưa các bạn đến nơi an toàn đi. Tớ sẽ đối phó với Hút. Tinkerbell rất ghét Wendy, nên cô muốn Wendy tránh xa Peter Pan ra. Dùng vài lời bào chữa, cô bỏ Wendy lại trên đồi và đưa Jean và Michael đến nơi an toàn trên bờ biển. Mấy đứa trẻ đi lạc sống trên đảo trông thấy Wendy từ xa và nghĩ cô là kẻ thù, cho nên đã tấn công cô. Lúc đó thì Peter Pan cũng đang chiến đấu với thuyền trưởng Hút. Khi thấy con cá sấu đã nuốt cánh tay mình xuất hiện trở lại, Hút sợ hãi chạy mất. Khi Peter Pan quay lại, cậu thấy Wendy bị thương nằm trên mỏm đá. Cậu đã rất bối rối. Và những đứa trẻ đi lạc rất hối hận khi biết rằng người mà chúng tấn công lại là bạn của Peter Pan. Mình đã nói cậu bảo vệ các bạn rồi cơ mà. Tinkerbell rất hối hận. Cô cũng nhận ra mình đã làm sai. Mình xin lỗi Peter. Mình hứa là không lặp lại chuyện này lần nữa đâu. Những đứa trẻ đi lạc làm một ngôi nhà xinh xắn cho Wendy và các em. Vào đêm đó, cả đám ngủ trong căn nhà dưới tán cây và nghe Wendy kể chuyện. Và Peter Pan canh gác ngay phía trước ngôi nhà. Một ngày kia, khi chúng đang ngồi chơi trên mỏm đá, thì trông thấy bọn hải tặc ở phía trước. Chúng bắt con gái tộc trưởng bộ lạc da đỏ làm con tin. Peter Pan và bọn trẻ theo sau để giải cứu con gái tộc trưởng. Và có một trận chiến lớn giữa chúng và đám hải tặc. Cuối cùng thì họ cứu được công chúa và đưa về cho tộc trưởng. Từ hôm đó, bộ tộc người da đỏ, Peter Pan và những đứa trẻ đi lạc trở nên thân thiết hơn. Và tộc trưởng đã cho hai cận vệ giỏi nhất bảo vệ cho bọn trẻ theo đề nghị của Peter Pan. Tất nhiên là thuyền trưởng Hút rất tức giận vì điều này. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi, hỡi Peter Pan, và ngươi sẽ không còn đường thoát. Một đêm nọ, khi Wendy kể chuyện về gia đình của mình, Peter biết rằng cô và các em đang rất nhớ nhà, nên cậu nói rằng mọi người có thể quay về nếu muốn, nhưng cậu vẫn muốn các bạn ở lại. Khi mọi người đang chuẩn bị cho cuộc hành trình dài, họ lại bị bọn hải tặc tấn công. Bọn hải tặc bắt cóc bọn trẻ sau khi giăng bẫy để bắt giữ người da đỏ. Peter Pan đang ngủ ở nhà, cho nên không hay biết chuyện đang xảy ra với các cậu bé. Thuyền trưởng Hút nhìn thấy cậu đang ngủ. Khi không thể mở cửa căn nhà dưới cây của Peter Pan, thì hắn đã đổ thuốc độc trong một cái lọ mang theo xuống phía dưới cánh cửa, làm cho Peter Pan ngủ mê suốt nhiều giờ sau đó. Peter Pan ngủ nguyên cả ngày, và khi cậu thức giấc thì Tinkerbell bước vào. Sau khi cô kể toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, Peter Pan và Tinkerbell ra ngoài để giải cứu bọn trẻ. Khi họ đến chỗ mỏm đá vui vẻ là đại bản doanh của bọn cướp biển, thì không thấy tên cướp biển nào canh gác cả. Và khi đến chỗ bên kia mỏm đá, thì họ rất ngạc nhiên khi thấy Wendy, Jean, Michael và những đứa trẻ đi lạc đều đang bị trói vào cột, và thuyền trưởng Hút cầm một ngọn đuốc đang cháy. Hãy nói lời cuối cùng đi. Khi đứa lớn nhất là Wendy bắt đầu nói: "Các bạn thân mến, mình muốn nói những lời mà một người mẹ thật sự sẽ nói.
nếu họ có ở đây, họ sẽ muốn các bạn đừng sợ hãi và can đảm đối diện với cái chết. Đừng sợ, người tốt luôn luôn chiến thắng, luôn luôn. Thuyền trưởng rất tức giận với những lời của Wendy, nên hắn ta mang cô bé lên thuyền và trói cô vào một cái cột lớn. Ngay lúc đó, Peter Pan và Tinker Bell lao đến cứu bọn trẻ. Ngay lúc đó, bộ tộc da đỏ và tộc trưởng cũng đến hỗ trợ. Peter Pan rất vui vì có thêm người trợ giúp. Họ giải cứu được các cậu bé. Và đến lúc cứu Wendy, Peter Pan và những đứa trẻ đi lạc nhảy lên thuyền của thuyền trưởng Hook, chỉ còn lại vài tên hải tặc. Và khi thấy mình có thể bị thua, chúng nhảy ra khỏi thuyền. Ông không thể trốn được nữa đâu, Hook. Hãy đầu hàng đi. Peter Pan và những đứa trẻ đi lạc bắt đầu tiến về phía thuyền trưởng Hook, làm hắn phải lùi lại về phía sau. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy có tiếng động phát ra, tiếng động mà hắn rất kinh sợ. Khi thuyền trưởng Hook sợ hãi nhìn về phía sau, hắn thấy con cá sấu đang chờ hắn té xuống biển. Cứu tôi! Nhanh như chớp, hắn chạy về phía bên kia con thuyền và nhảy xuống biển và bơi nhanh hết mức. Peter Pan và những đứa trẻ đi lạc cười vang. Và từ lúc đó, thuyền của Hook đã thuộc về những đứa trẻ đi lạc và thuyền trưởng Peter Pan. Các thuyền viên sẵn sàng nghe lệnh của thuyền trưởng Peter. Dương buồm lên nào. Các cậu bé tháo dây thừng ra và buồm dương lên cao trong gió. Tinker Bell, cho chúng ta bay nào, quay về nhà của gia đình Darkling. Bọn trẻ rất vui khi nghe điều này. Wendy, Jean và Michael sắp được quay trở về đoàn tụ với bố mẹ. Chúng rất nhớ họ. Khi Tinker Bell rải phấn tiên, thì bỗng nhiên con tàu cất cánh lên và bay vào không trung. Wendy rất háo hức mong được quay trở về nhà để kể cho bố mẹ nghe về Peter Pan, Tinker Bell và xứ sở thần tiên. Từ đó trở về sau, xứ sở thần tiên là gia đình thứ hai của chúng, và Peter Pan trở thành người bạn thân thiết nhất.